Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Người Việt xin giới thiệu các bạn chiếc bình đựng cà phê hình chim cánh cụt được có vỏ bằng thép không gỉ. Thì chiếc bình này rất là tiện dụng, với chỉ một nút bấm có thể rót được nước nóng ra ngoài. Đây là loại bình giữ nhiệt. Bình có dung tích là 1 lít. Bình thường các bạn có thể vặn cái này ra để đổ nước vào hoặc là đổ cà phê vào. Đây là hai lớp để giữ nhiệt rất tốt. Có gioăng cao su cách nhiệt. Bạn vặn kịch vào. Và đây các bạn thấy là có một cái nút bấm. Khi bạn bấm nút này thì các bạn có thể rót nước được. Đây là cái vòi rót nước. Bấm và nhả ra thì lại đóng, rất là tiện. Các bạn sẽ xem cơ cấu hoạt động nào. Đấy, khi mà các bạn bấm cái nút này thì nó sẽ có khe hở để nước chảy ra và sẽ chảy ra qua cái vị trí này. Rất đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại.